Chào cả nhà đến với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ dẫn cả nhà đi hái cái cây siro này cả nhà, cái trái rất là đẹp luôn ha. Lần đầu tiên em cũng mới biết cái cây siro và cái trái siro đó cả nhà. Cả nhà nào có ai chưa biết đó thì vô cái video em tham khảo nghe cả nhà. Em đang ăn thử cái trái siro đó cả nhà ơi, nó chua là chua luôn đó cả nhà. Em tính đâu cái màu nó đẹp thì cái trái nó sẽ ngọt ngon ha. Ai ngờ đâu nó chua. Mình hái nghe. Cái này mình xin nha, trái hết sức. Rồi mình làm sao? Dạ. Lấy nước ha. Vậy là uống rồi đó hả? Bỏ nấu đường vô, rồi. Bỏ đá vô là uống rồi đó hả? Nấu thì người ta chỉ nấu bỏ cho em cái khóm vô, không có khóm thì bỏ vani á. Ừ. Ờ, bữa nay xin siro về uống cho biết với người ta. Có vani bỏ vô. Yeah. Nấu với đường cát mình cũng được, không có đường phèn, nấu mình cháy. Cháy hết sức cháy luôn. Ít rồi, bữa không gì. Vậy đó hả? Cháy nó đẹp cực kỳ luôn. Không cháy dữ lắm, cháy luôn, người ta chụp hình ra đăng cái miệng phóng. Ủa chồng em mới thấy chồng đâu đây mà cháy gì trời? Hả? Chua, anh thấy cái này chua. Đó giờ em mới thấy cái chigo luôn. Quê ơi là quê. Quê một cục. Gai ha. Gai này giống như hoa hồng vậy. Lo kiếp ba cho lo bả không à. Ổng thấy không sẵn thôi. Yếu thì nó không chết, mà cái thằng mạnh thì nó lại lụm. Con rồi tới vậy á, cho tiền không á, không để dành, để dành không không biết, bỏ trong túi áo không á, biết như chuyện được không? Nhiều 20 mấy triệu, 22 triệu. Rồi vậy đó hả? Ừ. Cái ổng hôm qua bên sông chơi với đứa cháu ông đó, ông nói tao mấy đứa nó cho tao để dành tiền 20 mấy triệu, tao bỏ trong cái túi áo tao, tao nữa tao có chết rồi để ổng nói gì đó mày. Thôi vậy là ông biết rồi đó kia. Như mọi người muốn ấy chơi chối à. Ông để dành nhưng không ai biết cái số tiền đó. Thì bả cũng giấu bả luôn. Không có, như ông cất thì bả có tiền xài rồi, tiền như. Như con nó cho gần như bỏ để dành. Ông để ngân hàng mấy trăm triệu luôn con ơi, không còn tiền nhiều. Ông đứng tên hả? Không biết ông đứng tên nữa, là con đứng tên nó biết một triệu mấy mà ông còn gửi. Thôi được đó, có bán đất gì đó mà. Còn tiền của nhiều lắm. Rồi. Ừ, nhiều đây, hạt nửa ký lô rồi đó. Bỏ đường phèn ha. Có đường phèn, bỏ đường cát được thôi. Ôi, được nhiêu nè. À, cái nó màu đi gan chi tiền nè. Ừ. Đừng ha. Không nghe gì. Đó, đỏ đỏ. Tự nhiên gan chi tiền. Cái sigo mình đã nghiền ra rồi này nghe cả nhà. Đó, thì tiếp tục thì mình cho nước vô nha. Mình chỉ cần chế vô. Chế vô rồi sau đó mình sẽ quậy lên. Quậy lên cho nó ra màu quá cả nhà. Màu rất là đẹp ha. Cái này mình không có xay được cả nhà ơi, tại vì nó có hột ha. Nó có hột giống như như cái hột dưa hấu mình vậy đó. Nếu hạt hột dưa hấu luôn. Hồi trước cái giờ mình cũng mới thấy cái cây siro này nè. Của cái bà chị mình trồng. Rồi mình nói mình không có biết uống nước siro như thế nào. Cho nên là chị mình cho này, rồi chị dạy luôn cái công thức ha. Chị kêu về nghiền ra bao nhiêu đó, hôm qua mình xin khoảng nửa ký. Và chị nói về là mình nghiền với 1 lít nước. Nếu mình muốn cho đường phèn thì mình cho đường cát thì mình cho. Nếu cả nhà nếu muốn ngon nữa thì cả nhà bỏ thêm một ống vani nữa ha, cho nó thơm. Còn riêng mình thì mình không có chịu bỏ cái ống vani. Ai muốn thơm thì bỏ ống vani ha. Rất là đẹp luôn ha cả nhà. Nè. Mình tính là cái màu nó giống như lai như trái chăm sắn của mình vậy đó cả nhà.
Nó rất là ngon luôn, mình ăn thử, trời ơi, cắn vô một cái nó chua là chua, quê thấy sợ luôn không? Nó sau đây em cũng có cái ca 1 lít nữa nè, thì em sẽ lược nó nghe cả nhà. Có từ từ thôi, tại vì cái miệng ca nó quá nhỏ. Cái màu rất là đẹp luôn nghe cả nhà. Giống như cái màu cái lá cẩm của mình nấu sôi á cả nhà. Bây giờ mình đem mình đi nấu nha cả nhà. Màu rất là đẹp luôn. Vô Capaga sao mà nó màu cam, bỏ ngoài thì mình thấy nó màu siro. Nó gần sôi rồi đó cả nhà. Sôi rồi nè. Màu quá đẹp. Ở gì ta kêu siro phải em? Vớt bọt thôi. Sôi rồi cả nhà, mình ở đây mình có một chén đường nè, thì mình bỏ vô ha, nếu ai thích ngọt thì mình bỏ thêm, còn như mình thì mình bỏ như vậy đi, rồi nữa mình quậy nước đá uống thì có lạc thì mình thêm đường ha, còn ai mà nếu làm nước đá mà không thích bỏ đường nữa thì mình bỏ lúc này nè cho nó ngọt. Lúc này là ai có thích mùi thơm của ống vani thì mình bỏ vô, còn mình thì mình không có bỏ ha. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái nồi nước sigo rồi nè cả nhà. Đó, mình tắt lửa nha cả nhà. Cái sigo á mình xay xong rồi cái mình nấu á, nấu để nguội cái mình vô chai rồi nè. Trong cái lúc mà mình vô chai á, thì mình không có chia sẻ đến cả nhà ha. Mình sẽ làm 2 ly nước đá để thưởng thức, mời cả nhà luôn nghe. Cái màu sigo thiệt đó cả nhà, nó đẹp coi nè, cực kỳ luôn. Cả nhà thấy không, rất là đẹp. Mình thêm miếng đường nữa nha cả nhà, ai thích ngọt thì thêm thêm đường nhiều, còn ai thích uống vừa vừa thì bỏ đường ít, thì tùy theo khẩu vị của mỗi người nghe. Thì mình ở đây có cái muỗng nè, mình sẽ quậy nó. Mình cũng có chuẩn bị đá rồi nè cả nhà, mình đập nhuyễn như đá bào luôn rồi nè. Nó cũng nhuyễn vừa phải chứ không phải là đá bào quá cả nhà ơi. Đá bào là theo như cái cấu xay nó mới thành đá bào, còn này là mình đập ha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ đá vô. Đập nước đá làm sao mà cam làm sao mà 2 ly nó vừa nghiến. Cái lớp trên này nó mới giống đá bào nè. Làm xong rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Màu rất là đẹp luôn ha. Siro, siro. Ai thích sữa thì bỏ sữa lên uống nha cả nhà, sữa bò mình á. Thì bây giờ mời cả nhà nghe để mình uống thử một miếng coi nó ngon cả nào. Nói thật với cả nhà là trước giờ mình cũng chưa có uống cái loại mà sirô trái cây tươi như vậy. Mời cả nhà nghe, cả nhà cùng uống nước đá sirô với mình nha. Lần đầu tiên mình cũng uống cái ly nước đá sirô tươi tại nhà làm luôn đó cả nhà. Hồi nhỏ cha mẹ mình lúc còn nghèo đó, đâu cái lúc mà hồi xưa mà đâu có trái cây với bánh trái gì ăn như bây giờ cả nhà. Đó, thì lúc đó thì người ta có bán nước đá bào ha, nhưng mà có lắm lúc không có tiền mua nữa cả nhà ơi. Nhưng cũng có một ít người, người ta vừa mua phế liệu mà người ta vừa bán đá bào á, rồi một cái chiếc dép mũ hay là hoặc cái một cái lon bia gì đó mình đổi mình cũng được một ly nước đá bào uống. Đó, thì bây giờ mình làm cái ly nước đá siro tươi tại nhà luôn. Mời cả nhà nghe, mình uống thử miếng coi. Ừ, nó ngon. Cái loại này chua chua, nó chua. Nếu mà mình không bỏ đường á, là nó chua dữ lắm luôn á cả nhà. Nó chua hơn chanh dây luôn á. Nhưng mà mình bỏ đường rồi vô, mình uống với nước đá chua chua ngọt ngọt quá ngon luôn nè. Mẹ cho con ly nè, mình làm cái ly nước đá siro
Cả nhà nếu thấy hay, yêu mến kênh thì ủng hộ em bằng cái like, cái chia sẻ, cái đăng ký kênh, nhớ ấn chuông để nhận thông báo mới từ em nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bye bye.